Rồi. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tiếp tục thăm bẫy nha mọi người. Giờ sớm, mới có 4 giờ. Nay đặt có 10 cái nha mọi người. Buồng đặt giải trí ngoài ba khui cái đầu tiên nha mọi người. Rồi chết rồi đó. Thứ hai khui trời ơi ủi lật luôn hay quá. Xong rồi, hai cái là xong rồi. Và khui ơi dần 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 nữa một em chuột cơm này bự ha. Vị trí mà luôn sao cái nữa. Hai con dữ quá lùi vào rác trâu của mình mấy nhìn hết ra luôn.
tạm ngừng cái nha mọi người. Rồi, tiếp tục nha mọi người. 5 cái được 2 con chuột côn. Còn 5 cái nữa. Rồi. Trời ơi, ủi, lật luôn. 6 cái. Cái đường đi ngon quá mà kìa, không vô. Bảy cái có 2 con à, còn 3 cái nữa. Tình hình này là tình hình đấu rồi. Sọc rồi mới dính con gì đây. Trời, cơm. Được. Dính là được rồi. Đây con cơm nữa. Ba con cơm ha. Tám cái còn 2 cái nữa. Tại sao mà nó không vô ăn, nó ăn gạo không mà ta. Nãy giờ mấy cái nó ăn gạo không chu bảy, khôn quá. Rồi, 9 cái. Còn một cái cuối cùng, thế là xong. Một cái cuối cùng nữa là xong xà bông. Cũng mới có dính không đây. Chục cái, 3 con. Đây, khui. Rồi, chết luôn. Rồi, một chục cái bẫy có 3 con nha mọi người. Đây, một con chuột cơm. Đây, 2 con nữa là 3 con. Ok, 3 con được rồi. Rồi, chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người.